Đấy, có bác nào mà đi mua xe mà kỹ tính giống như anh này không? Đó, nói chung là được cái là anh khách này anh cũng rất là ok luôn. Đấy, chịu là chịu khó tỉ mỉ đó. Anh ơi, cho em hỏi là anh ở tận đâu vậy? Ở trên Đắk Lắk thôi mà. À, anh trên Đắk Lắk xuống hả? Mà cái xe này anh coi cái gì gì đó đấy? Thì mình mua xe thì mình muốn kỹ càng tí xíu nên mình chui xuống gầm mình coi cái thằng gầm như thế nào. À, muốn xuống mình kiểm tra cái gầm hả anh? Đúng Sao rồi. sao mình không cho vô trong cầu rồi mình đi lên mình coi thoải mái anh, chứ mình chui như này thấy trời nắng mà em thấy khổ quá. Thôi cái nào mình coi trước được mình coi thôi. À, cái nào coi trước mình coi thôi hả? Ấy là chắc là trong kia như nó chật, nó chưa chỗ vô hả anh? À, đó thì anh chị thấy không? Phải nói là anh trai rồi là từ bên Đắk Lắk qua, mà anh chị có ai mà đi mua xe mà đó chui xuống dưới gầm mà giải chiếu trời nắng nha quý anh chị nha. Cái này là trời nắng trưa mà lúc 12 giờ trưa mà anh chị thử hiểu coi cái trời nắng như thế nào. Đây, soi đến tới đỉnh trời cho anh chị đấy, thấy không? Cái mặt trời đến soi kia mà trời nắng đó. 12 giờ trưa anh chị thử nghĩ đó. Ra coi xe, giải chiếu xuống ra coi. Mazda này, Mazda 6 thương hiệu Nhật Đồng Hoàng quý chị nhá. Đó. Dọn dẹp đẹp hết tất cả cái, đăng kiểm mới luôn cô chú chị ạ. Đây, vỏ lốp mà được cái cặp vỏ này cũng đẹp quá anh hả? Ồ, cái đăng kiểm này hết lâu quá anh hả? À, biển số Lâm Đồng luôn, đăng kiểm hết từ năm 2021 mà. Đây là những cái dòng này thì gọi là sạch sẽ đẹp trai à, về cho anh chị đi tới đi lui thôi, chứ bây giờ mà để mà zin thì cái này thì cũng không còn cái gì để mà zin, những anh chị nó gọi là sạch sẽ đẹp trai đó. Keo chỉ bốn cánh còn đó, vỏ lốp đẹp đó, đăng kiểm mới quý anh chị đó, cho cô chú anh chị một em Mazda 626. Cái đời này thì cũng không biết là như đời chín mấy quý anh chị đó, nhưng mà em nó là bắt full rồi. Giá 15 củ khoai thì anh chị thử nghĩ coi. Anh khách là coi như là anh buổi trưa anh coi mà không biết có lấy hay không. Đó quý anh chị nhá. Không biết có lấy hay không mà coi gọi là rất là tỉ mỉ quý anh chị. À. Đây, có anh trai mà mua cái xe 15 triệu là phải mang chiếu mà coi như là chui trong gầm mà coi xe. Anh cho em hỏi anh đang coi cái gì ở dưới gầm đó? Nói chung là coi trong này có sâu không, bắt vài con. À. Cái xe bây giờ có 15 triệu bây giờ chui trong gầm coi có gì không đó? Anh lấy chiếu anh nằm xuống coi luôn. À. Chết thật. Đúng quá. Lấy chiếu nằm coi vậy mới chịu. Đấy, nào, coi là xe 15 triệu mà anh xuống phải lấy chiếu mang xuống, là đưa anh cái chiếu mang xuống dưới gầm để anh cho anh coi đó, xong anh kiểm tra tỉ mỉ từng ly từng tí đó. Thật sự là phải nói là gặp những khách hàng khó tính đấy. Đây là xe 15 củ, đó là bao sơn bao dọn dẹp bao đẹp hết mà cuối cùng phải chui xuống dưới gầm coi. Đâu rồi? Tìm cái gì ở dưới đó anh khách ơi. Cái này coi dàn gầm nó có mục mò kìa ông, để biết mà làm. À thế thôi gì đâu, chú ý trong gầm ta coi chứ sao lại lấy chiếu ra ngoài này nằm coi này chết. Dạ dạ, thế chú ý trong gầm đi anh. Cái là chú ý trong cầu coi đi. Ủa chả ai mà đi mà này ăn mặc đẹp đẹp trai này, sạch sẽ đẹp trai này mà lại chui xuống như gầm này.